Diệp Ngân, vô. Bình muốn ăn mì bài hồng cáo này rồi thôi. Tới từ trường hỏi thăm. Mày dám đến đây mở cửa hàng. Mày chết à? Kinh qua cho 10 ngày cái trại trải qua 10 ngày thi đấu. Đêm nay các đội sẽ đến trạm dừng thứ nhất để nghỉ 2 ngày. Thế họ sẽ dùng 2 ngày này để nghỉ ngơi như thế nào, bố trí như thế nào để mà có lại sức lực tiếp tục giành lấy thắng lợi. Thế nào? Chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Khẩu hiệu chưa vậy? Anh hai muốn mình có khẩu hiệu để mà vận động họ. Phải đó. Thức uống nào, quần áo, tất cả mọi thứ. Còn phải có hình ảnh nữa đó. Và còn có cả đồ chơi nữa. Sao? Tiệm tạp hóa à? Không phải đâu, nhìn cho kỹ đi. ABC, BBC, MTV. Nếu như lít xuống về đây đầu tiên đó, có phải là cái chuyện đó là một cuộc bùng nổ lớn không? Không có chi gì tiền thôi. Bởi vì tôi có thể mua được nhiều thứ. Nhưng mà tôi không thể mua được tinh thần thể dục thể thao. Mua được những thứ đắt hơn cái đó kìa. Nói chung là trên đời này không có loại người giống như anh đâu. Đừng nói như vậy. Loại phụ nữ như cô mới là không đáng. Cái gì chấm đó là một lần coi. Sao thế? Con ngắm lại coi. Cái này này có vận động viên đang chạy tới rồi kìa. Chết rồi, không phải là họ chết rồi. Trời đội Trung Đông. Tổ chức tôi dẫn đầu phải đó, đại học không dẫn đầu. Đại học không, xin mời qua đây. Thắng rồi, thắng rồi. Ngọc, hay quá. Có phải thời gian thật hay lắm. Sắp chưa có kỷ lục rồi. Phải đó, kỷ lục phạm tội. Còn biết xấu hổ, đi qua đây. Thắng rồi. Làm gì vậy? Sao vậy con ai làm gì khóc vậy? Đừng có đâu, có các bài gì bắt không à? Không à? Còn đây là gì chuyện? Sao sao quay đây, giúp bắt tay đi. Tiên qua được không? Các bài gì mắt dễ vô khí quản. Chứ chị thì dễ bị bệnh thực kinh lắm đó biết chưa? Đời anh hàm hay? Phụ nữ khóc à? Thì lúc nào cũng nói là các bài gì mắt không à? Vậy mà cô không hiểu làm sao đeo đuổi được con gái chứ? Chắc là cô hai khẩn trương quá là như vậy đó. Phải đó. Vậy nếu mà mình thua thế nào cũng bị đập vỡ đầu. Đương nhiên rồi. Làm ơn dạy tôi đi. Còn không mau đi về tắm ăn cơm. Con này là sao hả? Tắm ăn cơm, đồ ngốc. Kiều nói thì nói, sao miệng câm như hết vậy? Người ta ăn no đi hết trơn rồi. Sư huynh ăn trước đi. Tôi vừa xin đợi. Chúng ta để cho hai vị tiểu sư đệ ăn trước đi. Thế tôi không khách sáo nha. Sư đệ, các người thật là vô phép quá. Sư huynh, cho họ ăn đi. Sư huynh, chúng tôi đói bụng quá đi. Các người tưởng là chỉ có người đói bụng sao? Tôi cũng đói vậy. Các vị đại sư, không ngờ các vị thiếu lâm võ tăng lại có hứng thú với miếng đậu hũ như vậy. Bái phục, bái phục. Chạy ta không có đậu hũ ăn. Cáo đầu. Mà cho ngoài xem, xảy ra chuyện gì vậy? Chuyện gì thế? Động đất à? Chủ, xong hết rồi. Một ngày chưa bắt được gấu mèo về Hồng Kông thì chưa giải quyết xong. Phải còn đến làm gì nữa? Phải Thái Bảo. Vâng, phải bốn tên này chỉ về Trung Đông. Một ngày không đưa được họ về Trung Đông thì đừng có chạy đi gặp ta. Vâng. Thái Bảo, này Thái Bảo, cho dù tới Trung Đông cũng được, cứ về đây gặp tôi. Vâng thưa sếp. Ông chủ, tôi thu xếp có tốt không hả? Thái Đồ,
老细老细，识做识做。做做，心头心头。我识唔识做啊？对男仔嚟讲都咁型。我都识做嘅。对嗰边男仔。嗱，我哋要改路牌。chúng ta phải sửa mấy cái bảng trên đường để cho mọi người không có được đi đến cái cù có gấu mèo, tức là chỉ có chúng ta điện thoại, có hiểu chưa? Nếu chỉ có người đến đó thì sao? Bạn có ai ở đó? Ai đến đó? Để cho họ chạy cho cũ. Tất thắng tất thắng. Stand by. Sẵn sàng. Có bảo trọng nha, nhớ không ăn nghe chưa biết không, được cái lỗ biết không, phải đó. Về mẫu đi sẽ được ba cô, nói gì vậy, chúc đại chứ, bye bye. Trời nơi này đẹp quá. Dường như ở đây là khu bảo tồn phải không? Bảo tồn cái gì? Cho giữ mạng người thì đúng hơn. Cẩn thận đó. Ủa? Bên kia là gì vậy? Quan tài treo đó. Quan tài treo là sao? Các tiểu dân tộc người ta thường hay treo các quan tài ở trên vách núi đó. Đã có hàng ngàn năm rồi. Ai treo lên đó chị? Đây là câu đố, ngày mai tôi mới trả lời. Dĩ thanh minh, sao người ta đi xuống núi gì? Cái này cũng là câu đố, ngày mai mới nói. Ở trường đó mình có xác không? Đây cũng là câu đố hỏi chi nhiều quá chị. Đi đi. Được rồi, ngày hôm nay tôi phải mở ra được câu đố này. Làm gì đó? Má, tức là lớp thiệt à? Thôi thôi thôi, bà đừng ra. Muốn chết hay sao? Muốn treo cổ cũng không còn có treo đây mà. Đừng có xuống đó chết người đó. Đừng mà đừng có chết mà. Này, cẩn thận. Lít chục. Kéo huy lên đi nhanh lên. Lý số điện cho lại à? Lý số té xuống dưới rồi. Đó. Chết rồi. Mà kéo huy lên đi. Hả? Tiêu. Lý số. Lý số. Lý số. Là lỗi tại tôi. Đó hai câu. Lỗi tại tôi. Để ra. Tại tôi. Bộ lòng tôi mẹ bổ gà. May còn chưa chết. So, tôi Lý Sô, xin lỗi. Đi lại cái, té xuống đó. Lẽ ra người té xuống không phải là cậu mà là tôi. Nói gì sao được? Chúng ta còn có chuyện gì chưa phải làm? Tôi không nói anh nhà Lý Sô. Thôi bây giờ, tôi hy vọng rằng anh thành gia phú quý. Làm gì? Đi tìm Lý Sô. Lisa, lần này nó có lỗi với người nữa là Lisa. Đi, đi đâu? Đi tìm Lisa. Tôi đang nói rồi, thì phải xuống dưới tìm. Đi lên đây rồi, không chừng y còn lên thì sao? Bây giờ công trình tới đáy rồi, tôi bị điên rồi sao? Ở đây sâu lắm đó, là người mà đi nhanh lên. Không biết Lisa té xuống đây mà chết rồi, chắc chắn là buồn lắm đó. Khỏi đó, rồi làm sao? Đừng nói chuyện nghe. Chỉ tức là sau này mình không có dám ngẩng đầu lên làm người rồi. Chỉ theo căn bản thì đây có thật là một câu đố. Phải rồi. Thôi đi, đi tìm Lý Sâu trước. Bà bị tâm kế chạy là thượng sách. Ui, tảng xương rồi. Cháu à, cháu à, cháu à. Đi 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 đi.
过来，丁丁，丁丁丁，惨惨有乜好听啊？惨惨你添喎，丁丁丁，大计谂，有乜嘢案都？会打工咯，咋变咗工吓？又唔系，嚟个工牌，脚捻紧，nhảy hả? Cái cô dặn hả? Thích thiệt hả? Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Thích thiệt, thích thiệt. Chạy quá, biết lòng mèo nó hả hay thiệt. Ê, đừng kéo mà. Đừng mà, chắc kéo mạnh quá mà. Đừng, đừng, đừng. Nhiên Nhiên, đi cho mấy bỏ chạy anh, anh, sao người cột người ta lại gì? Tôi là tham gia marathon bi chung. Tôi tham gia kỳ marathon. Đi đi rồi tự nhiên tôi gặp cái sân nhai và bị té xuống. Không biết tại sao cục đá đã đụng tôi té xuống như đây. May là có mấy cái sợi dây thần này. Còn chúng tôi không chết. Tôi không biết tại sao tôi lại gặp cô nữa. Cô Sơn à, cẩn thận nhé.